Chào tất cả các bạn nhé. Dạo gần đây thì tớ nhận được rất nhiều câu hỏi các bạn gửi cho kênh công nghệ TND yêu cầu một chiếc laptop như này. Tôi đang đi làm và cái công việc của tôi thường di chuyển đi lại mà cần một chiếc máy mỏng nhẹ, hiệu năng cao. Tôi yêu cầu chiếc máy phải đầy đủ các cổng kết nối cũng như những cái phần cứng phải bảo mật tốt. Và đặc biệt bàn phím của nó gõ phải sướng và có nhiều tính năng thời thượng mới bây giờ. Và đặc biệt hiệu năng tôi yêu cầu chiếc máy có thể trụ được trong thời gian dùng khoảng 6 đến 7 tiếng pin là ít. Và kinh tế tôi đầu tư thì nói thẳng thì cũng hơi hạn hẹp một chút. Chính vì thế là tôi cần mua một chiếc laptop kiểu dạng như sách tay hoặc hình thức mà nó đẹp 99%. Bởi vì tôi biết là những chiếc máy này khi mua mới thì giá thành của nó rất cao. Thì anh có thể làm một video giới thiệu cho tôi một dòng sản phẩm mà nó đạt được như tiêu chuẩn như tôi hay không. Thưa các bạn, hiện trên thị trường với tầm khoảng 16 đến 20 triệu đồng nếu mà chúng ta mua một sản phẩm mà cao cấp kiểu dạng như anh vừa rồi đặt câu hỏi, thì nói thẳng ra các bạn là chúng ta phải đầu tư không bao giờ dưới 30 củ. Chính vì thế hôm nay mình sẽ giới thiệu một phiên bản sách tay từ nước ngoài về, đó là phiên bản Dell Latitude 7480. Chiếc máy này có trọng lượng chỉ 1,6 kg và trang bị từ tấm nền Full HD IPS và thậm chí có cả tấm nền 2K. Máy dùng vi xử lý Core i7 chip U thế hệ 7 và có thể dùng vi xử lý Core i5 và Core i7. Đặc biệt chiếc máy này có thể nâng cấp cả RAM và ổ cứng. Hiệu năng thực tế test ở chiếc máy này, thời lượng pin trụ được khoảng 6 đến 7 giờ tùy cái phần mềm ứng dụng chúng ta dùng trên bàn. Và đặc biệt máy có rất nhiều cổng kết nối chứ lại không phải bớt đi như cái số dòng máy tính Ultrabook khác, đó là các cổng kết nối mà các bạn hay dùng hàng ngày như là USB, HDMI hoặc thậm chí là những cái cổng như là Thunderbolt, chiếc máy này cũng có. Và mặc dù là máy rất mỏng nhưng có cả cắm LAN mà nhiều bạn làm cơ quan tổ chức nhà nước thì thường hiện nay vẫn phải cắm LAN mà không dùng mạng Wi-Fi để bảo mật. Và chiếc máy này của mình có cả khe cắm SIM nữa. Nói chung là nó tích hợp không thiếu gì cả. Và đặc biệt trên máy có cả tính năng Win Hero, có nghĩa là mở máy nhận diện bằng khuôn mặt của mình. Đây là tính năng rất cao cấp trên các dòng máy laptop. Và bây giờ tớ sẽ giới thiệu các ứng dụng cũng như mọi thứ trên chiếc máy này. Mời các bạn đón xem. Phiên bản Dell Latitude 7480 của mình khi để trên bàn thì đó là một màu đen truyền thống trên các dòng Latitude. Logo Dell được mạ chrome đính ở giữa. Bên trên lớp máy được phủ một lớp cao su. Chúng ta có thể thấy là vừa chống bám vân tay và nó nhìn rất là sang trọng. Những phần điểm của máy có thể bằng hợp kim nhôm. Nhôm nấn mazue giúp cho chiếc máy nó trọng lượng nhẹ mà rất là cứng cáp. Mặc dù là dòng Ultrabook nhưng các bạn có thể thấy là trang bị không thiếu cổng gì. USB Type-C, HDMI, hai cổng USB. Mặt trước thì chỉ làm cái G để chúng ta mở máy ở đây. Đèn tín hiệu bật máy ở đây các bạn nhé. Và bên này thì các bạn có thể thấy là sẽ có đầu độc thẻ, khe cắm SIM, lỗ phone và thêm một cổng USB. Đặc biệt cổng LAN vẫn còn, rất hữu ích cho các bạn làm văn phòng. Bên dưới máy thì nó thiết kế cũng rất là hiện đại. Việc để mở chiếc máy này ra nâng cấp cũng rất là đơn giản. Chỉ tháo hết lớp ốc này ra, lát tớ sẽ mở ra để khám phá nội tạng bên trong của chiếc máy này. Và những cái điểm hở này để hút gió vào và tản nhiệt ra đằng sau như này, rất là thông minh luôn. Nếu chúng ta dùng lâu thì nó cũng sẽ hắt hết đằng sau, chính vì thế nó sẽ không gây cảm giác khó chịu cho các bạn. Đây là mặt trước của máy. Khi chúng tớ khởi động máy thì các bạn có thể thấy là cái bàn phím nó sẽ sáng lên led màu trắng. Đây là led rất dễ chịu cho các bạn làm văn phòng. Hành trình phím khá cao và dạng lỗi như này sẽ hỗ trợ Bizlit cũng như các bạn mà nhập liệu bàn phím của nó cực kỳ tốt, là phím của Latitude thì cực kỳ êm. Các bạn thấy không, đây là tính năng Win Hero, nó sẽ quét khuôn mặt khi chúng ta cài đặt. Đấy, các bạn thấy là bạn quay vừa nghé vào thì chiếc máy nó sẽ tự động mở ra. Đây là tính năng bảo mật tốt. Như các bạn biết thì Face ID nó sẽ có trên cái iPhone X gần như đầu tiên. Mà bây giờ trên laptop thì đã bắt đầu ứng dụng công nghệ này. Thậm chí là một số dòng máy chơi game của Alienware thì cũng đã dùng cái này. Và nó quét như này là quét hồng ngoại các bạn nhé. Một mặt lưng của này thì đều bằng hợp kim nhôm và nó có một lớp màu đen này. Mặc dù là dòng máy 14 inch nhưng các bạn có thể thấy là các phím bấm của nó mình vẫn thích kiểu dạng thiết kế như này. Bấm vào nó rất là rõ ràng, đặc biệt với dân văn phòng chúng ta sẽ nhập liệu nhiều. Đấy, các bạn thấy không? Và màn hình của nó thì cũng rất là đẹp. Đây là màn hình 14 inch có trang bị tấm nền IPS. Đấy, các bạn nhìn thấy màn rất sáng. Và thậm chí các bản cao cấp hơn có cả màn hình 2K và có hỗ trợ cảm ứng rất là tuyệt vời. Đây thưa các bạn là với một cái màn hình IPS thì các bạn có thể thấy là nó hiển thị, mặc dù là màn hình Full HD nhưng nó hiển thị một đoạn video 4K rất xuất sắc luôn. Âm thanh trên chiếc máy này cũng khá là du dương, nghe cũng khá hay. Đấy các bạn thấy không, khá to. Hình ảnh hoạt động mượt mà trên một cái đoạn video 4K cho một chiếc máy chip U rất là tốt.
Đây các bạn, toothpad của nó, cái chuột giữa vẫn dùng được các bạn nhé. Đây nó còn gọi là check boy. Anh em đối với khi mà dùng cái chuột này cũng khá là sướng. Thực tế thì dòng máy với trang bị cấu hình chip U và RAM 8GB hoặc thậm chí chúng ta có thể nâng cấp 32GB thì chiếc máy này đối với các bạn mà làm lập trình thì cực kỳ tốt, bởi vì khả năng nhập liệu bàn phím của nó rất là tốt luôn. Màn hình lại rất đẹp, thời lượng pin cũng khá ổn. Chiếc máy này sẽ không phù hợp cho các bạn chơi game hay là chơi game kiểu dạng như chuyên nghiệp. Còn nếu mà những cái game thông thường chúng ta vẫn có thể chơi được. Còn đối với các game yêu cầu cấu hình mạnh thì nó sẽ yêu cầu cảm hình rời thì chiếc máy này lại không đáp ứng được. Kể cả render các thứ thì chiếc máy này không có khả năng render nếu mà chúng ta render kiểu dạng như là 3D. Nói chung là những cái kỹ xảo yêu cầu kỹ xảo mạnh thì chiếc máy này nó sẽ không đáp ứng được. Này, màn hình nó hiển thị rất xuất sắc đúng không các bạn? Rất đẹp. Và bây giờ tớ sẽ thử tháo thử cái máy ra để khám phá nội tạng của chiếc máy này, nó có khả năng nâng cấp những cái gì, tớ sẽ chỉ luôn cho anh em. Khi để mở chiếc máy này ra cũng cực kỳ đơn giản, chỉ cần một cái tu vít bốn cạnh như này và chúng ta mở hết những cái ốc ở đây, mình đã mở rồi. Đấy, các bạn có thể mở thấy là nội tạng bên trong của chiếc máy này. Mặc dù dòng máy rất nhỏ nhưng các bạn có thể thấy bên trong của nó đây, hai khe cắm RAM. Máy chạy chuẩn RAM DDR4 thì sẽ nâng cấp tối đa 32GB RAM. Và đây là khe cắm ổ cứng M2. Các bạn có thể thấy rồi, tốc độ của cái ổ cứng này rất tốt. Và đây là hai loa trường của máy này. Pin của nó 60W, sẽ có thể trụ được 6-7 giờ. Đây là Wi-Fi AC. Và đây là khe cắm WAN để chúng ta dùng mạng này. Chúng ta phải cắm cái này vào thì nó mới có này. Đây là CPU. Quạt nó mát đây. Và đây là pin set mode. Chiếc máy này sẽ không có khả năng cắm ổ cứng 2.5 inch. Chính vì thế là chúng ta chỉ cắm được cái loại ổ cứng như này thôi. Ôi may thay là giá bây giờ nó cũng rẻ thôi. Ví dụ như chiếc ổ cứng 128, nếu mà chúng ta lên 256 chúng ta sẽ thêm khoảng 600.000. Nếu mà từ 256 lên 512 thì chúng ta thêm khoảng 1.5 triệu. Thì đây là một giá thành rất tốt. Nếu như option full của phiên bản này thì chúng ta sẽ lắp ổ cứng 512GB. Tôi nghĩ là cũng tương đối đủ dùng rồi. Và RAM nếu mà các bạn dùng văn phòng bình thường thì chúng ta sẽ để là 8GB. Còn đối với anh em lập trình, nếu có điều kiện thì lên cắm lên 16GB. Còn đối với anh em kiểu dạng vừa lập trình máy chủ hoặc chạy các phần mềm giả lập máy ảo thì chúng ta có thể cắm tối đa 32GB RAM. Trong khi những chiếc máy doanh nhân thì rất hiếm, nhưng phiên bản có thể nhận được đến 32GB. Tóm lại, nếu tính ở thời điểm hiện tại thì chiếc máy này có rất nhiều điểm mạnh. Mình nói thẳng với các bạn như này, thiết kế của dòng máy này mình thấy đây là một dòng máy doanh nhân với lớp vỏ hợp bằng hợp kim nhôm vật liệu Mazue, giúp cho chiếc máy cực kỳ cứng cáp mà rất mỏng nhẹ. Và cả phần hợp kim nhôm để tạo ra cái bản lề như này. Chiếc máy vừa có khả năng nâng cấp RAM, vừa có khả năng nâng cấp ổ cứng. Chính vì thế là sau này thì chúng ta vẫn có thể đầu tư kiểu dạng dần dần. Nếu không có mua các phiên bản cao thì chúng ta mua sẽ các phiên bản như là RAM 8 mà chúng ta nâng cấp sau này. Mặc dù dòng máy rất bé nhưng có khả năng nâng cấp lên đến 32GB RAM. Tính vào thời điểm hiện tại thì đây là một chiếc máy có khả năng nâng cấp tốt nhất. Đặc biệt màn hình của nó rất đẹp, thời lượng pin cũng khá là ok. Điểm yếu duy nhất của chiếc máy này là gì? Thưa các bạn, đây là một dòng máy doanh nhân và chủ yếu phục vụ các giới chức văn phòng. Chính vì thế nó không được trang bị cạc màn hình rời. Nó sẽ không hỗ trợ các bạn là chơi game chuyên nghiệp cũng như làm đồ họa chuyên nghiệp, mặc dù giá máy rất là đắt. Nó chủ yếu chỉ dùng văn phòng thôi các bạn nhé. Chính vì thế là các bạn mua chiếc máy này chúng ta phải tính toán cái hiệu năng và cái tầm tiền chúng ta bỏ ra và chúng ta nhận được là gì. Và thực tế chúng ta dùng chiếc máy này để làm công việc gì thì lúc đó chúng ta sẽ đưa ra là có nên mua máy hay không. Chương trình giới thiệu về em Natitude 7480 của mình xin đến đây là khép lại. Có những chiếc máy gì độc lạ, bền và giá thành tốt thì tớ sẽ lại giới thiệu đến anh em. Và bây giờ tân chào các bạn và hẹn gặp lại.